bảo giáp đỏ, phụ hoài giáp xanh. Trận thi đấu số 4 năm 2025 mình bắt đầu liên với giáp đỏ. Đúng hòa giáp đỏ. Giáp đỏ này. Đúng hòa cái đọc giáp đỏ mà. Xin mời người giáp đỏ Dương Văn Phương đội biểu hòa. Nguyễn Kiên Thắng đổi Quốc Mai giáp xanh. Quốc giáp xanh đảo chỗ vị trí. Xanh sang bên này. Mời tân thi đạo đổi ghế. Trận số 3. Trận số 2 như Quang Quang Bỏ, Quang Quang Nguyên đã bị đá tường vào trong. Đây là đơn vị ứng hòa, có bài đọc. Ở bên đây là đơn vị của Quốc Oai, các đài xanh. Bạn đang xem giải võ cổ truyền, giải vô địch võ cổ truyền Hà Nội năm 2019 diễn ra ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại nhà thi đấu Nguyễn Thái Đức. Đây là ngày diễn ra ngày đầu tiên, ngày 25. Trọng tài bắt chính là Nguyễn Thị Thủy. Buổi sáng ngày 25 tháng 11 năm 2019 giữa vận viên của ứng hòa các bài đỏ và vận động viên của Quốc Oai các bài xanh. Trận đấu vẫn tiếp tục. Nhắc nhở không chạy đài. Nhắc nhở kiểm tra trọng tài sang chạy ra ngoài vòng biên. Sau đây là trừ điểm đến đây. Tách. Rút. Xanh. Khi khẩu lệnh trọng tài được vung lên. Nhắc nhở trọng vận viên giáp xanh khi khẩu lệnh tách để dẫn người lại vào bước được tấn công.
nó lỏng rồi, chốc đội cái mũ kia kìa, sợ cái lỏng dây. Trận đấu tiếp tục. Các giám định của chương trình công bố kết quả một đỏ thắng, hiệp một đỏ thắng. Hiệp hai bắt đầu, các đài đỏ và ứng hòa, đài xanh là Quốc Hoa. Tốt, hai bên đều có điểm. Bắt ra vũ ra bị nọc. Đấu tiếp tục. Thank you.
Cát Sa Phi chuẩn bị công bố kết quả. Đỏ thắng. Hiệp 2 đỏ thắng. Phẩm chất đỏ thắng. Đỏ thắng. Hòa thắng. Phẩm chất đỏ thắng. Phẩm chất đỏ thắng.